Trong chuyến hành trình thiện nguyện lần này, đoàn Nhịp Cầu Nhân Ái tỉnh Sóc Trăng tìm về ấp 12 xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị để chia sẻ với hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Phượng, 55 tuổi, bị ung thư vú gần một năm qua. Hiện bà đang trong giai đoạn hóa trị, cứ 3 tuần bà phải nhập viện để vô thuốc một lần. Dù có bảo hiểm, nhưng chi phí cho mỗi lần đi đứng thăm khám và phải mua các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm là hơn 2 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình lại thuộc diện khó khăn. Ra riêng trong nghèo khó, không ruộng vườn nên quanh năm vợ chồng bà chủ yếu đi làm thuê trong xóm. Để đỡ đần cực khổ phần nào cho cha mẹ, nên ba đứa con cũng lần lượt lên thành phố Hồ Chí Minh xin vào làm các công ty. Nhưng từ khi dịch bệnh tới giờ, công việc rất bấp bênh, vì thế gia đình càng chật vật nhiều hơn. Bây giờ cái bệnh này còn thêm cái mắt con bị cườm, không thấy đường nữa. Bác sĩ khám mới kêu con phải mổ. Nhưng mà hoàn cảnh khó khăn, chưa có tiền mà đi mổ. Khi nhà chùa xuống cho ủng hộ cho con số tiền này để con chữa trị cho hết. Đặng con mổ mắt, đặng con thấy đường mặn chuyện. Ở nhà chữa cho chồng con đi mặn. Con hai đứa đi mặn xa đó. Nó đi bán quán cho người ta, tháng bữa cho 500 triệu về thuốc men cho mẹ. Con nó hổm đi trị bệnh cũng khổ lắm, cũng một vay mượn chị em. Thiếu nợ làm sao mà trả được đây. Chồng con đi mận ngày có 200 mấy, là lo thuốc men với cá mắm cho con là không có dư đồng nào hết trơn. Gạo thì mua từng ký. Cái nhà thì ra trên cục đất không có ở, cha mẹ con cho. Ở với cha mẹ đó, hoàn cảnh con khổ dữ lắm. Cảnh nhà khó khăn nay lại bệnh tật dây lấy, chi phí điều trị kéo dài và khá nhiều nên càng khổ sở nhiều hơn. Để cầm cự thuốc men cơm cháo hàng ngày cho vợ, mỗi ngày từ rất sớm, ông Liêm đã phải lặn lội đi phụ hồ, nhưng công việc rất bấp bênh và cực khổ. 60 tuổi, phải dãi nắng dầm mưa nên sức khỏe của ông Liêm suy kiệt nhanh chóng. Nhiều lúc đau khớp nặng, nhưng ông cũng cố gắng uống thuốc giảm đau rồi tiếp tục đi làm, chỉ mong kéo dài sự sống cho vợ được ngày nào hay ngày nấy. Cuộc sống toàn bằng mướn không, rồi vợ đau bệnh gì không có tiền, mới bươi chảy cực khổ. Rồi con mần thất bát, nó mần không được việc nữa. Từ ngày dịch tới giờ con tôi cũng mất việc hoài. Dạ, hiện tại bây giờ là đi mần hồ kiếm sống, nuôi mua thuốc men cho vợ con. Thì cuộc sống hàng ngày cũng bươn chải, nếu mà đi tái khám hoặc vô thuốc gì không có tiền thì đi vay mượn bà con hoặc chị em giúp đỡ. Dạ, thấy cũng buồn lắm cô ơi, vợ chồng mấy chục năm rồi vợ bệnh cũng phải gắng mặn, chứ tôi cũng bệnh muốn chết luôn mà cũng phải gắng bươn chải kiếm tiền nuôi vợ chứ sao vậy. Do đang trong quá trình điều trị theo phác đồ ung thư nên sức khỏe bà Phượng rất yếu, đi đứng cũng rất khó khăn, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ ông Liêm chăm sóc. Nhìn chồng con cực khổ, bà Phượng chỉ biết buồn tủi trong nước mắt, nhưng biết làm gì hơn khi cảnh nhà nghèo khó. Chồng con đi mần hộ tay chân lỡ chân, 60 tuổi mà không được ở không. Con nằm chỗ này con thiệt con khổ dữ lắm. Giờ trời cho bệnh này rồi biết nói làm sao. Rồi thằng Khiêm bị thằng Kinh tỏa nữa, ba bốn chứng nó dồn vô con một thể. Căn nhà cũng rách nát các bên vách, mấy tháng qua thương hoàn cảnh ông bà nên bà con lối xóm đã gom góp lại sửa sang lại căn nhà cho bà Phượng đỡ vất vả trong lúc bệnh tật. Nhờ nhà chùa với bên hội thập đỏ có cho con số tiền để con điều trị cho con khỏe mạnh sau này ở chồng con khổ lắm, giá cho con khỏe mạnh. Con còn nhỏ chưa có vợ có chồng, lỡ có cái gì con bỏ nó thấy tội lắm. Thì đau nhất thì cũng gán phiên vợ, chứ tôi cũng không biết sao nhất nó ghen thì cũng gán động viên cho vợ con mình vậy thôi, chứ trời cho biết sao giờ mình nghèo phải chịu. Nhà cửa thì nhờ bà con dòng họ cho người góp 2-3 triệu, có người cho 1 chục bao xi măng, có 5 bao, có vừa gom tiền lại rồi anh em dòng họ tập trung lại mần dùm. Cấp mần đó là nhầm bữa có cơm ăn, nhầm bữa gì ăn ơn. Cũng con cháu anh em không à, ruột không à, chứ không ai người dân hết trơn.
Dạ, giờ hy vọng cho vợ nó khỏe phắn lại, nó ở nhà tôi gán đi mần kiếm ăn, gạo thóc đồ. Đến thăm và chứng kiến hoàn cảnh bệnh đau của bà Phượng, các nhà hảo tâm trong đoàn Nhịp Cầu Nhân Ái không khỏi xót xa. Sau bao lời động viên chia sẻ, các nhà hảo tâm trong đoàn đã cùng quyên góp số tiền 27 triệu đồng để hỗ trợ cho bà được nhập viện điều trị. Tuy nhiên, do bệnh tình bà khá nặng, cần điều trị lâu dài mới mong khỏe lại, nên chương trình rất mong các tấm lòng thiện nguyện gần xa có thể hỗ trợ giúp đỡ thêm để bà Phượng có cơ hội kéo dài sự sống bên gia đình. Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh thương tâm trên xin quý nhà hảo tâm gửi về bà Nguyễn Thị Phượng, ấp 12, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, hoặc đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng, số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng, và tại chùa Khánh Sơn, 22 Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Xin chân thành cảm ơn.